Xin chào buổi chiều tất cả mọi người. Mình sẽ bắt đầu bản tin chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết á, mấy bạn cho mình xin một phút để hướng dẫn các bạn nhận bản tin mới nhất từ mình nha. Các bạn có thể truy cập vào fanpage Tin Nhanh Bến Tre và bấm nút theo dõi trang. Hoặc các bạn muốn nhận trực tiếp và sớm nhất, hãy truy cập vào trang web www.yêubến tre.com. Và bên góc dưới có cái chuông, hãy ấn vào cái chuông. Thì tin mình vừa đăng lên thì sẽ gửi ngay vào điện thoại của các bạn. Còn video clip này các bạn muốn nhận sớm nhất thì đăng ký tài khoản của mình trên YouTube hoặc là bấm tiếp tục vào cái chuông để nhận thông báo sớm nhất từ mình nha. Và thông tin chiều ngày hôm nay chính là Bến Tre thông báo kế hoạch thời gian nhập học năm 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thì theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên chính là ngày 9 tháng 9. Ngày khai giảng năm học là ngày 13 tháng 9 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, còn giáo dục mầm non là ngày 20 tháng 9. Thì thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Và thông tin tiếp theo chính là tiếp tục cách ly toàn bộ thị trấn Chợ Lách để phòng chống dịch Covid-19. Thì quyết định cách ly để phòng chống dịch Covid-19 từ 2 giờ trưa ngày hôm qua 25 tháng 8 đến 2 giờ trưa ngày 30 tháng 8 đối với toàn bộ thị trấn Chợ Lách và toàn bộ địa bàn ấp An Quy và một phần ấp Quân An, xã Long Thới. Và thông tin tiếp theo chính là tại thành phố phát hiện đối tượng đang giữ một khẩu súng trong lúc tuần tra. Ngày 26 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, công an thị trấn thành phố phát hiện đối tượng NVM sinh năm 98 có hộ khẩu thường trú tại khu phố 1 thị trấn thành phố có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu dừng xe lại kiểm tra. Thì qua kiểm tra trên người đối tượng phát hiện trong lưng quần có một túi ni lông màu đen. Kiểm tra túi ni lông thì phát hiện một khẩu súng là bằng kim loại màu đen có ký hiệu là COLT M1911, thân súng dài 19 cm. Công an thị trấn tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và mời đối tượng về cơ quan công an làm việc. Và xã An Khánh tại Châu Thành cũng vừa phát đi thông báo khẩn là ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã An Khánh thông báo đến người dân trên địa bàn xã An Khánh một số nội dung như sau. Những ai có tiếp xúc với ông THT sinh năm 97 và TVS sinh năm 66 và THT sinh năm 2000 và NVG sinh năm 69 và TVB, em ông TVS và bà TTTTL sinh năm 66 và NTTL sinh năm 69 và NTTL sinh năm 73 và BTTH sinh năm 69 có địa chỉ tại tổ nhân dân tự quản số 7 ấp An Phú, xã An Khánh, khu vực từ trạm cân BOT đến lò bánh dừa từ Vi từ 18 tây đến hết ngày 24 tháng 8. Những ai có tiếp xúc gần ông TLT sinh năm 60, vựa cây kiển 75, ấp An Phú, xã An Khánh từ ngày 18 đến hết ngày 24 tháng 8. Và những ai có tiếp xúc gần với ông và những ai có tiếp xúc gần với gia đình ông NVC sinh năm 1964 và bà NTT sinh năm 69 và các thành viên trong gia đình thuộc tổ nhân dân tự quản số 7 ấp An Phú, xã An Khánh từ ngày 18 đến hết ngày 24 tháng 8 từ khu vực trạm cân BOT đến lò bánh dừa Tường Vi khẩn trương liên hệ đến trạm y tế xã An Khánh thông qua số điện thoại khai báo y tế như sau: 0275 361 0173. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 21 ca mắc mới, bao gồm là công ty CB Đông Lạnh là 6 ca ở Tiên Thủy, An Hiệp, Tường Đa, An Khánh, Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Thì đây là các ca có địa chỉ nêu trên được phát hiện tại công ty CB Đông Lạnh, không có liên quan đến địa chỉ địa phương. Và tiếp theo là Châu Thành là 5 ca ở ấp 5, ấp 6, xã An Khánh và ấp 8, Tân Thạch. Ba Tri là 1 ca ở ấp 3, xã An Nghĩa Trung. Dòng Trôm là 6 ca ở Tân Phước, xã Tân Thanh, ấp 2, xã Hương Nhượng. Thành phố Bến Tre là 3 ca ở Bình Thạnh, xã Bình Phú và khu phố 3, phường An Hội. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 14 ca và cộng đồng là 7 ca ở các như là ấp 3, xã An Nghĩa Trung, Ba Tri, ấp 2, xã Hương Nhượng, Dòng Trôm, ấp 5, ấp 6, An Khánh và ấp 8, xã Tân Thạch, Châu Thành. Đây là trong chiến dịch tầm soát cộng đồng và có 1 ca từ thành phố Hồ Chí Minh về nhưng mà chưa vào Bến Tre. Thì tính đến ngày hôm nay Bến Tre có 1.667 ca, trừ đi 2 ca là dương tính trước đó về từ thành phố Hồ Chí Minh theo diện hồi hương nhưng không có khai báo.
thì số ca tử vong trong ngày là 1 ca tại bệnh đại. Tính đến ngày hôm nay, Bến Tre đã có 39 ca tử vong. Số ca ra viện trong ngày là 27 ca. Thì Bến Tre đã có 1.087 ca đã ra viện tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 31 ca mắc Covid-19 mới. Mình cũng thông tin nhanh luôn các ca tử vong số 38 và 39. Thì ca số 38 là tử vong sinh năm 1934, có địa chỉ tại An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Thì nhập viện ngày 18 tháng 8, tử vong ngày 24 tháng 8, chẩn đoán tử vong là viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, suy hô hấp, tuần hoàn tim, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh thiếu máu cục bộ. Ca tử vong số 39 có sinh năm 1969, có địa chỉ cư trú xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, nhập viện ngày 10 tháng 8, tử vong ngày 25 tháng 8. Chẩn đoán tử vong là viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, nhiễm nấm xâm lấn cơ địa béo phì. Xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân đã tử vong. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một lúc đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.